Chỉ vì một cái sự tình cờ mà tôi phát hiện ra một cái quán mì trộn tớp mỡ trứng lòng đào thiệt là ngon mà siêu rẻ trên đường Hậu Giang, phần đặc biệt chỉ có 35 ngàn thôi, quá rẻ ở khu quận 6 luôn á mọi người. Mì trộn tớp mỡ chiên với lại nước mắm, ăn với lại trứng đúng chuẩn lòng đào luôn, mì trộn với sa tế cho nên ngon và đặc biệt lắm. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Tối nay đi lang thang ở khu ẩm thực Hậu Giang ở phường 6 quận 6 thì Phúc mới loáng thoáng thấy cái bạn mì trộn 178 nằm ngay hẻm 178 Hậu Giang, đối diện với lại trường trung học cơ sở Hậu Giang. Mà các bạn cũng biết rồi, Phúc là mê mệt mấy cái món mì trộn mà cứ thấy là vào thử luôn. Mì trộn ở đây thì ngon nè, Phúc thấy mì trộn với lại tương và sa tế nên thơm và ngon lạ lắm. Quán thêm miếng rau này cho một cái trứng lòng đào chuẩn lòng đào tan chảy luôn nha. Đặc biệt là có tớp mỡ chiên giòn với lại nước mắm giòn giòn ăn khá là ngon, giá đây thì quá rẻ luôn. Cái phần truyền thống này chỉ có giá là 30.000, có trứng lòng đào, tớp mỡ ăn với lại tàu hũ, chả bò miền Trung và da heo phồng. Phúc gọi một phần đặc biệt không có nhìn menu cho đầy đủ mà lát ra tính tiền có 35.000 cho nên hết hồn luôn, bao gồm trứng lòng đào, tớp mỡ, tàu hũ, chả bò, da heo phồng, thịt bò và tôm tươi lột sẵn. Ở quán này thì nếu mà các bạn gọi thêm mì trộn hay là tớp mỡ thì đồng giá là 10.000 nha. Chả bò là 8.000, quán mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm mỗi ngày. Ở đây thì rộng rãi thoáng đãng cho nên ngồi ăn mát mẻ lắm. Quán này thì các bạn cứ đến hẻm 178 Hậu Giang chạy vào đường 20m là sẽ thấy trường học, thì nhìn bên tay trái đối diện là gặp quán liền nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai nha.